Sáng ngày 25 tháng 8, đơn vị tổ chức phiên đấu giá biển số ô tô thông báo, sau phiên đấu giá bị lỗi kỹ thuật ngày 22 tháng 8, phiên đấu giá tới sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm 2023. Theo đơn vị tổ chức đấu giá là công ty đấu giá hợp danh Việt Nam, đối với 11 biển số ô tô đưa ra đấu giá ngày 22 tháng 8 vừa qua, không thực hiện được do lỗi kỹ thuật. Đơn vị đảm bảo giữ nguyên quyền lợi của toàn bộ khách hàng đã nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá. Đơn vị tổ chức đấu giá sẽ gửi thông báo liên hệ với khách hàng đã nộp tiền đăng ký tham gia đấu giá để giải quyết theo quy định. Theo công ty đấu giá hợp danh Việt Nam, thời hạn nộp tiền đặt trước của 11 biển số đã hết, nên không phát sinh thêm khách hàng đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, đối với các biển số ô tô còn lại trong danh sách niêm yết, trừ 11 biển số trên, khách hàng có thể tiếp tục đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước cho đến trước thời điểm tổ chức cuộc đấu giá 3 ngày. Sáng ngày 25 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ nâng giá cây xanh. Đây là vụ án thứ tư bị cáo Nguyễn Đức Chung phải hầu tòa. Hiện nay ông Chung đang chấp hành tổng hình phạt 12 năm tù trong 3 vụ án hình sự trước đó. Cùng hầu tòa còn có 13 bị cáo khác tại các đơn vị, công ty công viên cây xanh Hà Nội, xí nghiệp sản xuất cây xanh, cây hoa, cây cảnh, công ty sinh thái xanh, ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam, công ty Vì Nhân Dân, công ty Xanh Hòa Lạc, công ty Hoàng Anh Phát. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Đức Chung đã vì động cơ cá nhân làm trái quy định pháp luật về đấu thầu để giúp cho công ty sinh thái xanh, công ty công viên cây xanh Hà Nội tham gia dự án trồng cây tại Hà Nội. Từ năm 2016, Nguyễn Đức Chung yêu cầu tạm dừng việc đấu thầu tại các quận huyện và thu gọn đầu mối về Sở Xây dựng Hà Nội để thực hiện. Từ chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội không tổ chức đấu thầu mà ký hợp đồng đặt hàng trực tiếp với công ty công viên cây xanh Hà Nội và công ty sinh thái xanh. Quá trình thực hiện hợp đồng, việc nâng khống giá cây xanh đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 34 tỷ đồng. Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra nghi án rạch bụng lấy trứng và sát hại một con vít, một loài động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Theo đó, sáng ngày 24 tháng 8, lực lượng của Vườn quốc gia Côn Đảo phát hiện xác con vít nặng khoảng 85-90 kg và đang phân hủy, đã trôi dạt vào khu vực bãi đất dốc huyện Côn Đảo. Đáng chú ý, vùng hông bên phải, vùng ổ trứng có một vết rạch dài khoảng 15cm nhưng bên trong không có trứng và nội tạng. Vây trái phía trước có một sợi dây thừng dài khoảng 1,5m được buộc rất chặt. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, rất có thể vít mẹ đã bị rạch bụng lấy trứng, sau đó bị trói vây cột vào rạn san hô để phi tang. Sáng ngày 25 tháng 8, ông Lê Nhật Thành, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tối ngày 24 tháng 8, đơn vị đã tiếp nhận 9 người dân ở xã Sơn Lĩnh nhập viện. Sau khi được điều trị, sức khỏe của những người này đã ổn định và có thể xuất viện trong ngày 25 tháng 8. Trước đó, chiều ngày 24 tháng 8, tại thôn 2 và thôn 3, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, người dân tổ chức ăn uống, trong đó có món tiết canh. Sau khi ăn tiết canh và một số món khác, một số người bất ngờ có biểu hiện đau đầu, đau bụng, nôn, đi ngoài. Theo ông Lê Nhật Thành, trước khi xảy ra vụ việc nghi ngộ độc, những người này có ăn tiết canh B. Tuy nhiên, để xác định chính xác nguyên nhân thì cần phải làm các xét nghiệm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ hình sự Hồ Xuân Hải, sinh năm 1971, đối tượng tình nghi thực hiện hành vi đầu độc khí CO, carbon monoxide, khiến vợ, sinh năm 1974, và ba con gái lần lượt sinh năm 2002, 2009, 2013 của mình thiệt mạng. Sự việc xảy ra tại thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm ngày 23 tháng 8. Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ khởi tố Hồ Xuân Hải để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Hồ Xuân Hải đã chủ động tìm mua một bình khí CO. Rạng sáng ngày 23 tháng 8, khi vợ và các con ngủ say, Hải đã dùng bình khí này đầu độc vợ và các con. Sau đó, cùng vào ngủ với mục đích tự tử cùng. Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, Hồ Xuân Hải khai nhận gia đình đầu tư trang trại nuôi heo nhưng kinh doanh thất bại dẫn đến nợ nần số tiền lớn. Hải thực hiện ý định đầu độc cả nhà bằng khí CO để thoát khỏi cảnh bế tắc.
Sáng ngày 25 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1A. Vụ cháy xảy ra khoảng 22 giờ, thời điểm đó xe khách chở hơn 30 người, đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam. Khi đến đoạn qua cầu Hang thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng cho xe tấp vào bên đường, đồng thời kêu gọi mọi người xuống xe. Toàn bộ xe và hành lý đồ đạc trên xe bị thiêu rụi. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính cả tỷ đồng.